Vâng, hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Loan Kéo Long Phát. Mình là Hồng và rất vui được gặp lại mọi người. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người một mẫu loa siêu phẩm 3 tấc công nghệ Nhật Bản lắp ráp tại Việt Nam mọi người nha. Hiện tại thì trước mặt mọi người đây là mẫu loa Winmax tứ quý 3 nha. Hiện chiếc loa sở một bass 30 và một loa chép. Chiếc loa này khá là cao cấp mọi người nha. Thì mặt lưới chiếc loa làm bằng kim loại mọi người nha. Có mặt màu sơn thì là màu vàng đồng. Còn thùng loa là thùng gỗ mọi người nha. Thứ gỗ rất là dày và rất là cứng cáp luôn mọi người nha. Màu sơn là sơn sần. Nhìn rất là đẹp và bóng loáng luôn. Phía trên thì có hai chỗ được mic mọi người nha. Thì đặc biệt thì mic của chiếc loa này là rất là xịn sò mọi người nha. Mọi người nhìn này. Mic cục chiếc loa 3 tấc nhưng làm bằng kim loại. Thì mic là tần số UHF mọi người nha. Mọi người có thể set được tần số luôn nha. Nãy giờ em đã kết nối với Bluetooth rồi. Thì sau đây em xin mở một đoạn nhạc cùng Bolero để cho mọi người cùng nghe chất âm nó như thế nào luôn nha. Mời mọi người đeo tai nghe vào để cảm nhận chất âm được tốt hơn. Ai có ngờ đâu mình tay trắng tay, buồn ơi là cho nhau ngoài tình yêu thôi, làm sao nên đôi đã yêu nhau rồi, trước sau tôi đành dựng lên đám cưới cho có lệ mà thôi. Sáng đón cô dâu người đi ngoài phố cũng không ai thèm nhìn. Ôi thì chất âm khá là trong trẻo luôn người nha. Bass chém đích là rất là hay luôn. Thì chiếc loa này nó cũng rất là nhỏ gọn người nha. Mọi người có thể chơi để trong phòng hoặc là chơi karaoke gia đình thì rất là phù hợp và tiện lợi luôn nha. Thì hai bên thì nó có hai cái tay cầm để cho mọi người khiêng đi luôn nha. Nó rất là tiện lợi luôn. Chiếc loa hiện tại thì số cân nặng của nó tầm khoảng 20kg mọi người nha. Còn có sở hữu là 4 bánh xe có thể xoay đa chiều luôn, mình cũng rất là tiện lợi trong việc di chuyển nha. Rồi sau đây em xin test một đoạn nhạc công suất lớn để cho mọi người cùng nghe chất âm của chiếc loa Winmax tứ quý 3 này luôn nha. Đánh rất là lực đúng không mọi người. Chiếc loa 3 tấc nhưng mà công suất rất là khủng nha. Rồi sau đây em sẽ test luôn một đoạn karaoke để cho mọi người cùng cảm nhận chất âm mic của chiếc loa Winmax 4 số 3 này mọi người nha. Mic rất là hay luôn. Thì sau đây em sẽ tăng echo lên và em test một đoạn karaoke nha. Lực 8/10, đập số 7, 8/10, lên 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 năm sáu bảy tám chín mười lên lên vẫn yêu một tiếng
sông trước chiến đường xa xôi. Vâng, thì mời em xin test một đoạn karaoke ngắn thôi mọi người nha. Hiện tại cái chiếc mic của loa này rất là hay mọi người nha. Mic rất là nhẹ và rất là hút luôn, phù hợp với những chị giọng yếu hoặc là những bác lớn tuổi nha. Hiện tại địa chỉ bên em là 216 Lê Văn Khương, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người có thể đến xem hàng và thử hàng thoải mái nha. Mọi thắc mắc thì mọi người có thể liên hệ số hotline hoặc mọi người có thể nhắn tin vào Zalo là 0965 885 716. Và bên em thì hiện tại đang có chương trình hỗ trợ trả góp mọi người nha. Mọi người chỉ cần chứng minh nhân dân và bằng lái xe, mọi người chỉ cần trả trước 10% là có thể nhận loa về hát nghêu ngao mùa dịch này rồi nha. Rồi sau đây em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và theo dõi Loa Kéo Đồng Phát trong suốt thời gian qua. Xin chào mọi người và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.